Chiều ngày 24 tháng 7, diễn viên Đình Tú cập nhật hình ảnh mới trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo ảnh của bản thân, Đình Tú viết dòng trạng thái sặc mùi thả thính: "Chào em, anh ngồi chờ từ chiều." Không lâu sau đó, Huyền Ly Di đã lập tức có động thái phản ứng. Cô cảm thán dưới phần bình luận: "Cay thế." Trong khi đó, Đình Tú đáp lại bằng cách ra hiệu nhắc người bạn diễn thân thiết giữ im lặng. Trái ngược với vẻ giấu giếm thể hiện trước Huyền Ly Di, Đình Tú lại dường như rất thích thú với thái độ của cô. Anh chụp màn hình dòng bình luận rồi tiếp tục đăng tải lại bên dưới: "Về mối quan hệ ngoài đời thực, Đình Tú, Huyền Ly Di đã nhiều lần phủ nhận tin hẹn hò. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Huyền Ly Di từng cho biết: "Chúng tôi hiện tại vẫn là chị em, bạn bè thân thiết, rất thoải mái trên phim trường để có thể làm tròn vai diễn tốt nhất. Lúc đầu tôi không thoải mái khi bị gọi tên vào vấn đề tình cảm của bạn diễn. Nhưng thú thật, tôi không thể ngăn cản mọi người nói gì và nghĩ gì. Do đó, tôi vẫn bình thường làm đúng với quan điểm cá nhân, với con người mình. Bởi tôi không làm gì sai nên không cần phải lo gì cả." Việc Huyền Ly Di, Đình Tú ngày càng thân thiết, tương tác rộn ràng hơn cũng được khán giả suy luận theo hướng phục vụ cho mục đích quảng bá bộ phim. Ở những diễn biến gần nhất cũng như hình ảnh hậu trường của Thương Ngày Nắng Về, Trang đã chấp nhận lời cầu hôn của Duy và dường như sắp có một đám cưới hạnh phúc vào cuối phim. Do đó, đây cũng là lúc cặp đôi cần có sự gắn kết mạnh mẽ hơn. Mời các bạn đón xem phần 2 tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.